Xin chào tất cả các chị em, vừa nãy Gấm tính livestream thì lại bị gì ạ? À? Bị khóa, vừa mới lên được một vài giây thì bị khóa rồi. Thì Gấm quay clip này để Gấm trả lời các chị em cái câu hỏi như thế này. Bởi vì chúng ta cũng biết là khi chúng ta đặt vào cổng điệu Nga này, mỗi một chị em có một cái hiện tượng khác nhau, không ai giống ai cả, cho nên nó rất là vi diệu, không ai giống ai cả. Có người thì có hiện tượng này, có người thì có hiện tượng kia, và cái sản phẩm nó đọc bệnh cho chúng ta là như vậy. Mỗi một chị em một lượng bẩn khác nhau, một lượng độc tố khác nhau, mức độ viêm nhiễm cũng khác nhau, cho nên nó đọc bệnh cũng khác nhau. Thế vậy thì những chị em, có một số chị em đặt quả cầu thì lại có hiện tượng da máu như vậy thì có sao không? Các chị em có hoang mang và các chị em có sợ hay không? Đó, thì có những chị em thì gọi điện cho Gấm hỏi Gấm, và khi Gấm giải thích thì các chị em yên tâm. Đó, thì trước khi Gấm giải đáp thì Gấm hỏi các chị em là khi các chị em đặt quả cầu thì các chị em đã đọc kỹ cho Gấm cái cuốn tài liệu này hay chưa? Bởi vì là gì ạ? Trong cuốn tài liệu này có 26 câu hỏi và câu trả lời trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm. Và cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta đã thường xuyên xem những cái bài viết của Gấm chưa? Hoặc những chị em khác thì đã thường xuyên theo dõi cái bài đăng của những chị em mà đã tư vấn cho mình hay chưa? Chúng ta đã đọc kỹ cuốn tài liệu này rồi, chúng ta theo dõi thường xuyên những cái bài viết của cái người mà tư vấn cho mình rồi thì các chị em sẽ yên tâm. Thế vậy thì có những câu hỏi nóng rát ngứa sưng thì nó yên tâm đúng không ạ? Còn cái câu hỏi mà khi chúng ta đặt quả cầu này mà có hiện tượng ra máu thì có sao không? Thì Gấm xin trả lời các chị em này. Các chị em trước khi đặt thì chúng ta hãy gì ạ? Đọc kỹ cuốn tài liệu nhá. Và cái thứ hai là gì ạ? Chúng ta khi thấy hiện tượng ra máu như vậy thì các chị em theo dõi cho Gấm rằng là cái lượng máu ra bên ngoài chúng ta như vậy nó là màu gì? Nó có kèm theo mủ hay không? Nó có vón cục hay không? Đó. Còn nếu như mà nó ra máu vón cục, nó ra thâm đen, nó ra cả mủ nữa, ra cả nhớt nữa, thì xin chúc mừng tất cả các chị em. Vì gì? Quả cầu này nó không gây ra xuất huyết cho chúng ta, cho chị em phụ nữ khi đặt, mà nó lôi mủ ra cho chúng ta, lôi gì ạ? Máu vón cục cho chúng ta. Đấy là chị em phụ nữ đã bị viêm lỗ cổ tử cung, hoặc những chị em bị gì ạ? Có cái vị trí lạc nội mạc tử cung gì không đúng bình thường. Hoặc có những chị em thì gì làm sao ạ? Kinh nguyệt không đều. Có những chị em khi mà cái hiện tượng ra như vậy thì Gấm bảo các chị em theo dõi đi, xem là ngày hôm sau có ra máu hay không, ngày hôm sau nữa có ra máu hay không. Thì đó là cái hiện tượng chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta không đều các chị em nhé. Còn nếu mà ra máu vón cục, ra có mủ thì đó là gì ạ? Các chị em bị viêm lỗ cổ tử cung hoặc bị u xơ. Thì xin chúc mừng tất cả các chị em. Đó, nó rất tốt, nó hết sức là vi diệu như vậy. Và khi mà cái sản phẩm này nó là gì, nó giúp chúng ta được là làm lành các vết thương, nó gì ạ, nó trẻ hóa mủ kín, thì các chị em cứ yên tâm mà đặt, không sao cả các chị em nhá. Có những khách hàng của Gấm thì bị viêm lỗ cổ tử cung lâu, tái đi tái lại không biết được bao nhiêu năm nay rồi, khí hư ra rất là nhiều, có những hiện tượng ra máu nữa cơ. Thì khi đặt quả cầu cung điện của Nga này thì cả 8 viên ra máu, cả 8 viên ra máu. Nhưng mà gì ạ, các chị em còn bị sút cân 1-2 kg nữa, nhưng mà Gấm bảo là rất tốt, không sao cả. Nó bị viêm loét bên trong cổ tử cung của chúng ta thì nó lôi ra chúng ta như vậy thì nó mới gì ạ? Nó mới khỏi. Có hiện tượng thì nóng rát ngứa sưng thì cũng như vậy thôi. Thì khi nó lôi ra như thế thì chúng ta mới khỏi được bệnh. Độc tố ở đâu, viêm nhiễm ở đâu thì nó sẽ gây bệnh ở đó. Thì cái quả cầu này nó sẽ giúp chúng ta xử lý triệt để ra nhìn như vậy các chị em nhá. Thế cho nên chúng ta hãy thường xuyên nhắn tin cho Gấm, thường xuyên nhắn tin cho người tư vấn cho mình, và đọc kỹ cuốn tài liệu này để chúng ta có kiến thức cũng như chúng ta yên tâm có một cái sản phẩm quá tuyệt vời này. 100% là thảo mộc và thành phần chính là tạo hoa giúp chúng ta gì ạ? Khỏi bệnh. Chúng ta yên tâm như vậy nhá. Viêm lỗ cổ tử cung này, hoặc là gì ạ? Cái niêm mạc tử cung của chúng ta nó nằm không đúng ở vị trí. Đó, hoặc chúng ta gì ạ? Kinh nguyệt không đều. Thế cho nên là nó đã gì ạ? Nó giúp chúng ta đào thải ra rồi, nó còn làm lành các vết thương của chúng ta nữa cơ. Nó tái tạo lại các cái tế bào bị tổn thương bên trong của chúng ta. Cho nên là gì ạ? Những chị em phụ nữ sau sinh 2 tháng là thời điểm vàng để đặt quả cầu cung điện của Nga này các em nhé, để giúp chúng ta làm gì ạ? Có một cái hệ sinh sản khỏe mạnh, sạch sẽ, thơm tho và khít hồng. Nếu như là 10 người đặt ra máu cả 10 thì chúng ta còn lo lắng, hoặc là gì ạ? Chúng ta đặt mà nó cứ ra máu thường xuyên như vậy, chúng ta khó chịu như vậy thì chúng ta mới sợ. Còn đây thì có những chị em có hiện tượng này nhưng có những chị em thì không. Và tất cả những cái hiện tượng đấy gì ạ? Nó sẽ kết thúc khi chúng ta tiếp tục đặt những cái viên tiếp theo, Và nó sẽ gì ạ? Những chị em nào càng bệnh nặng, càng nhiều độc tố, càng nhiều viêm nhiễm thì nó công bệnh cho chúng ta càng mạnh. Và những cái viên mà nó công bệnh mạnh như vậy thì nó sẽ ra bẩn rất là kinh khủng luôn. Các chị em cứ để ý mà như vậy mà xem các chị em nhá. Và xin chúc tất cả các chị em là đã sở hữu cái sản phẩm quá tuyệt vời trên tay này rồi thì chúng ta hãy dùng kiên trì đúng đủ đều. Liệu trình ít nhất là 5 hộp và tối đa thì không biết, vì là chị em nào mà càng nhiều bẩn, càng nhiều độc tố thì công bệnh càng mạnh, công bệnh thời gian càng dài. Thì
thì cái liệu trình là cần phải gì ạ? Cần phải nhiều hơn, có thể 5 hộp, có thể là 10 hộp, có thể là hơn nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà những chị em mà đã viêm cả chục năm nay mà chúng ta viêm nặng cực kỳ, chữa không khỏi, tây y không khỏi, mà chúng ta kể cả có những chị em mà cắt tử cung rồi, cắt cả vòi trứng rồi nhưng viêm vẫn còn viêm, còn mỡ âm đạo vẫn còn viêm, thì kể cả là 10 hộp hay 15 hộp thì nó quá rẻ cho chúng ta để chúng ta kết thúc cái bệnh phụ khoa của chúng ta. Nếu mà viêm nhiễm lâu ngày thì nó có thể gây ra ung thư. Và các chị em biết rồi là một mũi xạ trị thì là gì ạ? Nó đắt đỏ như thế nào? Không những nó gây hoang mang, nó gây ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Còn cái sản phẩm này nó trẻ hóa vùng kín của chúng ta, nó đào thải độc tố cho chúng ta, nó làm lành các vết thương của chúng ta và nó kéo dài cái tuổi xuân cho chị em phụ nữ. Đó, nó kéo dài tuổi xuân cho chị em phụ nữ. Và gì ạ? Giúp chúng ta trẻ hóa vùng kín, giúp chúng ta gì da đẹp hơn, tóc mềm mại hơn, chúng ta xinh đẹp hơn, đời sống vợ chồng hạnh phúc hơn các chị em nhé. Cô bé mỡ màng hơn và nước non giạt rào khít hồng hơn. Và chỉ có những chị em phụ nữ chúng tôi sử dụng cái sản phẩm này thì chúng tôi mới gì ạ, cảm nhận được những cái điều tuyệt vời ngoài cái 10 công dụng của sản phẩm. Còn chúng ta đặt ít nhất là 5 hộp, có những chị em thì là không đặt hết 5 hộp hoặc không đặt đến cái dấu hiệu khỏi bệnh thì có cảm nhận được những cái tốt của sản phẩm nhưng mà chưa cảm nhận được hết, thì có thể là thấy Gấm chia sẻ như này thì nghĩ là Gấm nói quá về sản phẩm. Thế cho nên là chỉ có những chị em phụ nữ sử dụng sản phẩm mới thấy được những cái điều tuyệt vời như vậy thôi. Còn đặt được vài hộp chúng ta chưa nói là được điều gì cả các chị em nhé. Hoặc là những chị em mà sử dụng mà thấy hộp đầu tiên vài viên mà không thấy bẩn da, chỉ thấy bã thảo mộc, hoặc là gì ạ, không thấy bã thảo mộc mà chỉ thấy bẩn, mà chỉ thấy nước dịch da thôi, thì nó cũng là đều hoàn toàn. Chúng ta cứ trải qua ít nhất là 30 viên thì chúng ta mới thấy được những cái điều tuyệt vời mà Gấm nói và Gấm chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ chúng ta, các chị em nhé.